Oh, chào mừng các bác đã đến với kênh của em Chiến Bình Định Show đây. Em mới về được cặp loa giá thành rất là rẻ nhưng mà âm thanh rất là hay, đó cặp loa đất của hãng Dua, cặp loa cổ, loa bài đất về. Sở hữu là Bass 20 màng giấy nha các bác, màng giấy siêu mỏng như những cặp loa toàn giấy mà các bác ở mua đất đấy. Và một chiếc đo. Thùng là thùng gỗ lạng nha các bác, nguyên sinh hết và e-canh là e-canh nhôm. Xài muôn thở luôn, rất là đẹp. Em đã quay chi tiết ở video trước rồi. Video này mời các bác nghe một ca khúc Nhật vàng, và với giá thành 4 triệu 500 ngàn mà em nó thể hiện thì những cặp loa Nhật best sale như là OKD 500 và D125 mã thì không có túi nha, như không bằng luôn. Nhiều cái là không phải lúc nào lấy tiền nó hay đâu nha các bác. Nhiều cái nó rẻ hơn 500 hay là 1 triệu nó vẫn hay hơn. Nó thì cũng mỗi theo nhận định và mỗi gu nghi của các bác thôi. Đây là những cặp loa có độ nhạy cao phù hợp với các bác nghe trong phòng, nó nhỏ gọn, nghe âm đi đèn rất là hay, tại vì công suất cần thiết để tiêu thụ nó không có nhiều, chỉ cần là 20W hay là 10W trở lên là ok, trở kháng là 4 ôm nha các bác. Bắt đánh rất là ok. Nếu các bác đã nghe những cặp loa AR rồi, những cặp loa có trở kháng 4 ôm, tiếng bass rất là đầm. Mời các bác nghe ca xúc khúc của ca sĩ Hồng Quyên, giá 4 triệu rưỡi nha các bác. Loa rất đẹp, thùng vách là đẹp keng, thùng gỗ lạng, đó là một ưu điểm rất là tuyệt vời với cặp loa này. Cao là 48, ngang là 25, bass là 20. Các bạn thấy tiếng bass đánh không? Đậm, đậm và có độ sâu như những cặp loa Rivet.
các bác là cặp loa này các bác đi